một hai ba ô một hai ba wow đau quá đau quá đau quá một hai ba wow wow các bạn ơi hai ba wow rồi nhắm sơ lửa nào Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì đây? Một chiếc xe cứu thương. Mở chiếc xe cứu thương này ra cho các bạn cùng xem nha. Các bạn ơi, một chiếc xe cứu thương đẹp chưa nè? 911 Police nha. Wow, phía sau chiếc xe nè các bạn. Đó rồi, còn phía trước nè. Các bạn ơi, ở dưới này có cái công tắc nè. Wow, chiếc xe của chúng ta có âm thanh rất là hay luôn các bạn ơi. Có đèn nữa nè. Đó, xe rất là xịn sò luôn nha các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tắt chiếc xe này nha. Để chiếc xe ở đây nha. Các bạn ơi, cái này là cái gì vậy các bạn? À, các bạn nói đúng rồi. Đây là cái vòi xịt chữa cháy. Xe cứu hỏa chữa cháy đây nè. Gắn vô nào. Wow, xong rồi. Các bạn ơi, ở đây có cái gì đây? Wow, một khẩu súng xịn sò dữ vậy hả các bạn? Nhưng mà phía trước chúng ta có cái hộp gì đây? Wow, những bạn chó cứu hộ. Bây giờ mình sẽ giải cứu những bạn chó cứu hộ này ra nha. Rất là nhiều bạn chó cứu hộ luôn đó nha. Đầu tiên, đây là bạn gì đây? Đây là bạn Zoom mà nè. Rồi, để bạn Zoom mà đây nha. Tiếp theo nào. Đây là bạn gì đây? Các bạn ơi, đây là bạn Sky nè. Chiếc xe của bạn Sky có thể dở ra vậy nè các bạn. Wow, đẹp chưa? Để bạn Sky ở đây nha. Đây là bạn Rocky nè. Đó, bạn Rocky nè các bạn. Wow, Rocky có cái cần cẩu nè các bạn. Đó, cần cẩu gấp nha. Rồi, để Rocky ở đây. Tiếp theo, đây là ai đây? Các bạn ơi, đây là bạn Trey nè. Wow, bạn Trey chạy trên chiếc xe nhìn đẹp chưa? Để chiếc xe ở đây nha. Tiếp theo các bạn ơi, đây là bạn gì đây? Đây là bạn Rubble nè. Wow, bạn Rubble chạy trên một chiếc xe khoang nha các bạn. Để bạn Rubble ở đây nào. Và cuối cùng, đây là bạn gì đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi khẩu súng này nha các bạn. Cài đạn lên nào. Đó, bây giờ mình sẽ nhắm bắn nha. Thì nhắm bắn ai đây? Mình sẽ nhắm bắn bạn Muscle nha các bạn. 1, 2, 3. Các bạn ơi, mình đã bắn ngã bạn Muscle luôn rồi. Tiếp tục gài đạn lên nào các bạn. Đây, ở đây còn một viên đạn nữa nè. Mình sẽ gắn vô nha. Rồi, xong rồi. Bây giờ mình sẽ nhắm ai đây? Bây giờ mình sẽ nhắm bắn bạn Sky nha các bạn. 1, 2, 3. Wow, các bạn ơi, khẩu súng này rất là mạnh luôn. Mình đã bắn ngã bạn Sky rồi. Trời rất là hay luôn các bạn. Để khẩu súng ở đây, đi qua đây các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, bên đây có rất là nhiều món luôn nè các bạn. Ở đây là cái hộp gì đây? Các bạn ơi, đây là hộp những bạn thú nè các bạn. Wow, những bạn thú này đẹp quá các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ giải cứu những bạn thú này ra nha. Các bạn ơi, nè, rất là nhiều bạn luôn. Đầu tiên, đây là bạn sư tử nè. Đó. Wow, bạn nó có hàm răng ghê chưa nè các bạn ơi. Một bạn nha. Tiếp theo, đây là bạn cá sấu nè các bạn. Wow, bạn nó có hàm răng dữ chưa nè các bạn. Rồi, tiếp theo, đây là bạn gì đây? Đây là bạn khủng long T-Rex nè các bạn. Đó. Rồi, còn đây. Đây là một bạn cá mập nha các bạn. Đó. Các bạn ơi, những bạn thú này đang cắn cái tay của mình. Đau quá các bạn ơi. Đau quá. Đó, cái bộ đồ chơi này chơi hay không các bạn? Nhìn rất là hay luôn đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ để những bạn thú này xuống nha. Rồi, tiếp theo nào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sửa chữa xe nha. Ở đây có cái cần cẩu múc cát nè. Bây giờ mình sẽ kiếm xe cần cẩu múc cát. Xe cần cẩu múc cát đâu? Xe cần cẩu múc cát đây nè các bạn. Xoay cái này qua đây nè. Mình gắn cái cần cẩu múc cát vô chỗ này nè các bạn. Rồi xong rồi. Wow, mình đã sửa chữa xong một chiếc xe cần cẩu múc cát rồi nè các bạn. Nhìn đẹp chưa? Rồi, đẩy chiếc xe cần cẩu múc cát này ra. Wow, các bạn ơi, ở đây có một hộp xe container nè các bạn. Để bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem nha. Wow, các bạn ơi, một chiếc xe container điều khiển từ xa nè. Đây là cái đầu container nè các bạn. Rất đẹp luôn nha. Tiếp theo nè các bạn ơi. Đây là cái móc kéo nè các bạn. Rồi, còn đây nè các bạn, đây là cái đồ điều khiển nè. Wow, chiếc xe container đẹp quá các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ lắp ráp lại cho các bạn cùng xem nha. Hay mình gắn cái móc kéo vô nè các bạn. Đây, gắn chỗ này nè các bạn ơi. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Đó, mình đã gắn xong cái móc kéo rồi nè. Wow, chiếc xe container rất đẹp luôn. Còn đây là cái đồ điều khiển nè. Đâu, để mình điều khiển thử coi chiếc xe chạy được không. Các bạn ơi, chiếc xe này điều khiển chạy không có được các bạn ơi. Mình để chiếc xe này ở đây nha. Bây giờ mình đi qua đây các bạn. Các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe trộn bê tông đang bị hư bánh xe. Rồi bây giờ mình sẽ gắn bánh xe cho bạn đó nha. Đây, một bánh này nè. Thêm một bánh nữa nha các bạn. Rồi xong rồi. Như vậy là mình đã sửa chữa xong rồi nè các bạn. Ui các bạn ơi, phía trước có cái gì nè các bạn. Wow, một khẩu súng các bạn ơi. Khẩu súng xịn sò chưa nè. Nhìn rất là đẹp luôn nha. Wow, đâu để mình lên đạn thử coi các bạn. Đâu bây giờ mình sẽ bắn thử coi. Phía trước chúng ta có bốn bạn kìa. Bây giờ mình sẽ nhắm bạn nào ta. Mình sẽ nhắm bạn khủng long nha. 1, 2, 3.
Wow, các bạn ơi, mình đã bắn ngã bạn khủng long luôn rồi. Wow, khẩu súng này rất là mạnh luôn nha các bạn. Chơi rất là hay luôn. Đó, các bạn thấy khẩu súng này chơi hay không? Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Mình sẽ nhắm bạn nào đây? Mình sẽ nhắm bạn sư tử nha các bạn. 1, 2. Wow, mình đã bắn trúng bạn sư tử luôn rồi. Ồ, khẩu súng này chơi hay ha các bạn. Ồ, rồi mình để đây nha. Tiếp tục nào các bạn ơi. Bên này có bạn xe chở rác đang bị hư. Bây giờ mình sẽ sửa chữa bạn đó lại luôn nha. Ha ha, gắn bánh xe cho bạn đó nha các bạn. Ơi, mà các bạn ơi. Ồ, cái bánh này bự quá các bạn ơi. Cái bánh này bự quá, mình gắn vô chiếc xe không được các bạn. Cái bánh này nó bự bằng cái cabin luôn các bạn. Ừ, đúng rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái bánh nhỏ này thôi các bạn. Đó, xe nhỏ mình lấy bánh nhỏ thôi nha. Wow, một bánh nè. Rồi, tiếp tục thêm nào các bạn. Đây thêm một bánh nữa nha. Đây, chờ mình xíu, mình sẽ gắn vô nhanh thôi. Ok, xong rồi nè. Wow, chiếc xe chở rác đã được mình sửa chữa rồi nè các bạn. Nhìn đẹp chưa? Rồi, để chiếc xe chở rác chạy qua một bên. Bây giờ mình sẽ lấy bánh xe bự này nè các bạn. Ồ, ở đây có một cái bánh xe bự nữa nè các bạn. Rồi, cái bánh xe bự này có phải của xe chở rác này không các bạn? Ồ, hình như không phải các bạn ơi. À, của chiếc xe này nè các bạn. Đây 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 đây. Thấy, bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe Ben Sito khổng lồ này nha các bạn. Rồi, một bánh rồi nè các bạn. Tiếp tục thêm một bánh bên này nữa các bạn ơi. Đây, chờ mình một xíu nha. Wow, cái bánh xe siêu to siêu bự luôn. Rồi, xong rồi. Wow, chiếc xe Ben này bự quá các bạn ơi. Rồi mình chạy ra nha. Ồ, các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây? Ồ, những bạn chó cứu hộ nữa nè các bạn. Anh Rider nè. Ồ, bên đây là cái gì đây? Ồ, đây là bộ đồ chơi chó cứu hộ. Để bây giờ mình mở ra cho các bạn cùng xem nha. Bạn ơi, wow, đẹp chưa nè. Đó, các bạn nhìn nè. Ồ, đây là ai đây? Đây á là bạn Zoom mà nè các bạn. Đó, bạn Zoom mà nhìn mắc cười quá các bạn ơi. Rồi, để bạn đó đứng đây nha. Đây là anh Rider nè. Đó, anh Rider chào tất cả các em nha. À, đây là bạn Trey nè. Đó, bạn Trey nhìn dễ thương chưa? Đây, đây là bạn gì đây? À, đây là bạn này là bạn Rocky các bạn. Wow, mình sẽ để bạn Rocky ở đây nha. Ồ, đây là những khúc xương của những bạn chó nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy những khúc xương này cho những bạn chó ăn nha các bạn. Rồi, đầu tiên là bạn Trey sẽ ăn xương nè. Wow, các bạn ơi, bạn Trey bạn nó ăn xương xong rồi nó nhảy lên một cái nhìn mắc cười ghê chưa các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho bạn nào đây? Rồi, 1 2 3. Wow, các bạn ơi. Bạn này ăn xương xong rồi nó cũng nhảy giống như bạn Trey vậy đó các bạn. Đó, bộ đồ chơi chó của họ rơi rất là hay luôn nha các bạn. Rồi, để những bạn chó của họ đây. Bây giờ mình sẽ đi qua đây. À, ở đây có hai chiếc xe đây bạn hư. Bây giờ mình sẽ sửa chữa hai chiếc xe luôn nha các bạn. Rồi, đầu tiên á là mình sẽ sửa chữa chiếc xe rác trước nha. Đó, một bánh xe rồi nè. Ở đây thì một bánh nữa nha. Rồi, xong rồi. Như vậy là mình đã sửa chữa xong chiếc xe chở rác rồi. Chạy xe chở rác ra. Đây là chiếc xe trộn bê tông nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp bánh xe cho bạn đó luôn. Ok. Thêm một bánh ở đây nữa nha các bạn. Rồi, xong rồi. Ha, như vậy là mình đã sửa chữa xong được chiếc xe trộn bê tông nữa rồi nè. Wow, các bạn ơi, phía trước còn hai hộp xe luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ coi coi đây là chiếc xe gì đây. Chiếc xe gì đây? Wow, một chiếc xe ben các bạn ơi. Nè, mình nhấn đây nè các bạn. Đó, nhấn đây là cái thùng ben đang ben lên nè các bạn. Wow, rất là xịn luôn nha. Đó, các bạn nhìn thấy bít tông ở bên trong không các bạn? Rồi, bên này nữa nè các bạn ơi. Đây nè, cái chỗ này chúng ta nhấn nha nè các bạn. Là chiếc xe chúng ta hạ xuống nha các bạn. Nè, bây giờ mình sẽ ben lên nè. Đó, các bạn thấy hay chưa? Nè, rất là xịn luôn các bạn ơi. Chơi rất là hay luôn nha. Rồi, ben xuống nè. Đó, rồi cho xe ben chở theo những bạn thú nha các bạn. Đó, chở theo những bạn thú nha. Wow, rồi, bây giờ mình sẽ cho xe ben lên nha. Đó, ben 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 lên. Mở cái nắp này ra. Ben lên nào, ben lên nào, ben lên nào. Đó, mình sẽ đổ bạn thú ra. Đó, đó. Wow, chiếc xe rất là xịn luôn nha các bạn. Hạ ben xuống nè. Đó. Rồi, đây có những nút nhấn nè các bạn. Wow, những nút nhấn này có âm thanh nha các bạn. Wow, chiếc xe rất là xịn luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua đây các bạn. Đây là bạn xe lửa Thomas nè các bạn. Bạn nó nhìn mắc cười chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ mở bạn nó ra luôn nha. Wow, đẹp chưa nè. Một bộ đồ chơi xe lửa Thomas các bạn ơi. Nè, đây là đầu kéo nè các bạn. Còn đây là toa hàng nè. Rồi, còn đây là toa chở khách nè các bạn. Để mình coi toa chở khách coi. Toa chở khách có thể mở ra chỗ này nè các bạn. Đó, mở cửa ra nha. Rồi, đóng cửa lại nha. Rồi các bạn ơi, còn đây là những cái đường ray của chúng ta nè. Đây là đường ray cong nha. Còn đây á là đường ray thẳng. Bạn ơi, mình đã lắp ráp xong đường ray xe lửa rồi. Bây giờ mình sẽ cho xe lửa hoạt động nha. Wow, bạn xe lửa Thomas đang hoạt động kìa. Đó, bạn đó đang chở hàng kìa, các bạn thấy chưa? Wow, rất là xịn luôn các bạn ơi. Đó. Rồi, mình để chiếc xe cứu thương vô nè. Đó, mình để bạn chó cứu hộ vô nè. Đó, đẹp chưa các bạn? Mình sẽ cho những bạn chó cứu hộ này vô đây đứng luôn. Bộ đồ chơi xe lửa này hay chưa các bạn? Rồi, bây giờ mình sẽ lấy khẩu súng nha. Mình sẽ tấn công xe lửa. Rồi, nhắm xe lửa nào. Bắn trúng xe lửa nhưng mà xe lửa chúng ta nặng quá, không thể nào ngã được các bạn ơi. Đó, các bạn ơi, hôm nay chúng ta chơi được rất là nhiều món đồ chơi rất là hay luôn đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nha, ăn cơm học bài là bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.